Đặc biệt ba hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung để giải tán thế giới cộng sản và đồng thời bảo vệ gia đình chúng ta. Chúng ta hãy mau mắn copy những hình ảnh này, cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta không đổ một giọt máu. Và đương nhiên những hình ảnh phép lạ này sẽ đuổi bọn Tàu Cộng về nước. Sau đây kính mời đồng bào theo dõi về những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. This is dragon, big dragon. It's the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow. Thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Right there. Beautiful.
là đuôi là đầu nè, mình nè, ha, là đuôi nè. Wow. Tôi đã lặp đi lặp lại trên 7 năm nay là chúng ta chỉ cần ôm hình ảnh Chúa Giêsu cũng như ôm hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, cũng như ôm hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong chung với hình ảnh Chúa Giêsu và ảnh tượng thánh giá xuống đường cầu nguyện ở khắp mọi nơi ở Việt Nam, thì thế giới cộng sản sẽ giải tán và chúng ta không đổ một giọt máu, và đương nhiên bọn tàu cộng sẽ rút về nước. Tôi đã nói đi nói lại trên 1.000 lần từ năm 1000 mấy, từ 2009 cho đến bây giờ, thế mà đồng bào chưa làm gì hết.